thăm lại chiến trường xưa. Các bạn theo dõi suốt cái đoạn video này các bạn, là các bạn thấy cái chỗ này nước rất là đẹp luôn. Mình đi rất là nhiều lần rồi, mà lần nào mình cũng thích cả. Các bạn thấy nước chưa? Đây, mình dẫn qua cho các bạn coi là cái nước của nó rất là sâu nha. Thực tế nó sâu thì cũng sâu cả tầm tới cổ mình nè. Nước rất là trong luôn. Rồi mình sẽ đi ra của bài gành đá này, rất là đẹp. Các bạn theo dõi luôn cái nguyên cả công trình, cả cái quá trình mình hiện tại là mình đi xe đạp nha các bạn. Mình có một người bạn ở phía trước rồi, họ cũng đi xe đạp như mình đây. Mở phía trước đi. Đấy các bạn nhìn thấy nè, đẹp không? Lên đây khí hậu mát mẻ. Hiện tại ở Đà Nẵng thì nó nhiệt độ ban ngày cái tầm 35-37 độ. Nhưng ở trên này thì nó xuống, ở trên này cái tầm 30-32 độ. Ở trên này là rất là mát mẻ. Đây, cái xe đạp của đồng đội mình này. Thấy nó lên dưới kia ngồi nè. Cái chương trình này nhằm giới thiệu cho các bạn đi xe đạp cái môn thể thao này. Cái môn thể thao đi xe đạp mình nên mình có thể đi xa lên tới độ nào đó mà có nước hồ mình tắm đây. Không chờ lâu được nữa để các bạn coi luôn. Chút là mình sẽ ra tắm cái hòn đảo đó kìa. Hòn đá đó. Dịnh luôn các bạn. Đi xuống nghỉ ngơi suy tắm. Đây, bà đồng hành này. Tắt đèn đây. Quên tắt đèn nè. Hồng đảo à? Hồng đó chứ hồng đảo. Hồng đó nổi từ kia. Ha ha ha.